chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Khanh, đến từ Long Xuyên. Mình cũng là một trong hai ứng cử viên được thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Tuyền chọn ra để phẫu thuật miễn phí hoàn toàn 200 triệu. Trước khi phẫu thuật thì cũng có từng đi trên mảnh đất Sài Gòn này và mọi người không có chú ý nhiều về em. Nhưng mà sau khi phẫu thuật rồi, em đi trên con đường này hoặc là những nơi khác, mọi người chú ý rất nhiều về em vì gương mặt của em thay đổi rất là nhiều, em tự tin hơn. Về người thân và bạn bè, sau khi mà phẫu thuật xong á, mọi người nhìn lại mình và thấy mình khác hẳn và đẹp hẳn ra. Em thấy mình vui hơn và tự tin hơn trước khi giao tiếp với mọi người. Sau một tháng phẫu thuật thì em quay lại đây, em thấy cái cảm giác của mình đó là tự tin hơn và vui hơn vì mình đã khác hẳn hoàn toàn rồi chứ. Và mình rất là vui mừng vì mình đã thay đổi về gương mặt của mình hiện tại. Và cảm xúc của em để gửi đến thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Tuyền là một lời cảm ơn sâu sắc và một lời biết ơn về bác sĩ đã cho em một cơ hội để thay đổi cuộc đời này. Và em xin lời cuối cùng em xin nói là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng em trong cuộc phẫu thuật lần này.